xin chào các bạn đã quay lại với kênh anh Binh audio của mình kết thúc tập trước sau khi luyện hóa xong cổ võ tháp tần trần liền rời khỏi không gian bên trong cổ võ tháp nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài mà lúc này ở ngoại giới đám người tiêu dao chí tôn đang lo lắng chờ đợi thì đột nhiên một bóng người lóe lên liền xuất hiện trước mặt mọi người chính là tần trần nhìn thấy tần trần trần tư tư trong nháy mắt bay lên nắm lấy tay tần trần thượng quan uyển nhi bên cạnh cũng tiến lên thần sắc có chút lo lắng từng trần ngươi đã luyện hóa tòa cổ võ tháp kia rồi sao lúc này tiêu dao chí tôn đi tới cười nói đúng vậy từng từng gật đầu một bên bọn người kiếm tổ lộ ra vẻ sợ hãi thán phục kiếm tổ liền hiếu kỳ hỏi vật này rất khó luyện hóa năm đó chúng ta đã từng thử qua bất quá đều không thể thành công có thể nói cho chúng ta biết ngươi làm sao có thể luyện hóa thành công từng từng cười nói kỳ thật cổ võ tháp này rất khó luyện hóa mấu chốt nhất là quá trình luyện hóa vô cùng đau đớn hơn nữa đến cuối cùng cổ võ tháp này sẽ bài xích việc luyện hóa của ngươi nhưng chỉ cần kiên trì đến mức tận cùng là được kỳ thực vãn bối cũng là hao phí nhiều khí lực mới luyện hóa được cổ võ tháp này kiếm tổ nghe vậy thì hấp hái mắt nói Vừa qua cơn đau ta cũng hiểu được nhưng ta nhớ năm đó lúc chúng ta luyện hóa đến cuối cùng sức phản kháng của tòa cổ võ tháp kia vượt xa nửa bước siêu thoát chúng ta mặc dù nửa bước siêu thoát đỉnh phong cũng không cách nào thừa nhận cổ uy áp này nếu cưỡng ép thừa nhận sẽ hồn phi phách tán cho nên không thể không từ bỏ nhưng ngươi tần trần cười nói kiếm tổ tiền bối nói thật sự là như vậy đến thời khắc cuối cùng sức mạnh bình thường không cách nào hàng phục ta cũng là phóng xuất ra lực lượng huyết mạch lôi đình mới có thể thu phục tòa cổ võ tháp này được rồi được rồi tiêu giao chí tôn tiến lên ngắt lời kiếm tổ tiền bối ngài đừng hỏi lực lượng huyết mạch của hắn không giống như ngài chúng ta không thể không có nghĩa là từng trần cũng không được ngài thấy ta căn bản không hỏi đã quên lời lúc trước của ta nói rồi sao người và người khác nhau hiểu không kiếm tổ sửng sốt hắn liếc nhìn sau lưng mình gật đầu nói ta hiểu rồi tiêu giao chí tôn nói với từng trần ngươi có thể cất thứ này đi không từng trần gật đầu xoay người nhìn về phía cổ võ tháp hắn nhấc tay oanh một tiếng cả tòa cổ võ tháp trong khoảnh khắc chấn động lên sau một khách đứng vững tại trụ sở thiên công ước vạn năm nhanh chóng thu nhỏ lại rất nhanh đã rơi vào trong tay từng trần biến mất không thấy gì nữa mà nhìn thấy từng trần thu hồi cổ võ tháp tiêu giao chí tôn lộ ra nụ cười thỏa mãn có vật này cuối cùng chúng ta cũng có thể tiến vào vũ trụ hải tiêu giao chí tôn tiền bối lẽ nào ngươi bảo ta thu phục cổ võ tháp này là vì muốn tiến vào vũ trụ hải nếu không thì sao tiêu giao chí tôn liếc mắt nhìn từng trần vũ trụ này của chúng ta có thông đạo có thể tiến vào vũ trụ hải nhưng muốn đi vào vũ trụ hải thân thể bình thường đều không thể ngăn cản sẽ tiêu hao rất nhiều thọ nguyên chỉ có chí bảo cao cấp nhất mới có thể bình yên vượt qua mà tòa cổ võ tháp này chính là một trong số đó có chí bảo này ngươi có thể lợi dụng nó để vượt qua vũ trụ hải mà không cần lo lắng thân thể bị thương tổn đi thôi cho ngươi thời gian 3 tháng xử lý chuyện của mình sau đó hội hợp ở nhân minh thành tiêu giao chí tôn nói xong lập tức xoay người rời đi 3 tháng từng trần gật đầu việc hắn làm đầu tiên chính là trở về thiên giới rất nhanh từng trần mang theo bọn trần tư tư về tới đông thiên giới vấn hàng thiên ngay khi từng trần vừa về tới cơ vô tuyết đã đi ra vừa cười vừa nói đứa cháu gái của ta mặc dù ở đây nhưng suốt ngày nghĩ tới ngươi tổ gia gia một giọng nói có chút xấu hổ vang lên từng trần quay đầu nhìn lại lại nhìn thấy cơ như nguyệt đi từng bước một tới vành mắt đỏ ngầu đột nhiên nhào vào trong lòng từng trần người cuối cùng cũng biết trở về cơ như nguyệt khóc lóc nói khóc không thành tiếng xin lỗi như nguyệt từng trần vuốt ve sợi tóc như nguyệt nói người có lỗi với như nguyệt vậy ta thì sao lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên từng trần khiếp sợ ngẩng đầu nhìn qua liền nhìn thấy một bóng người thanh lệ đi tới thần sắc nàng cao lãnh nhưng ánh mắt cũng kích động không gì sánh được hốc mắt ửng đỏ chính là u thiên tuyết thiên tuyết sao người cũng ở đây Tần Trần có chút kích động nói, "Không phải Thiên Tuyết đang ở chỗ Giao Nguyệt Chí Tôn sao, sao lại ở thiên giới?" "Ngươi có phải không muốn gặp ta?" U Thiên Tuyết nghiêm mặt lại, hừ một tiếng nói, "Không có không có, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn." Tần Trần vội vàng giải thích. Hắn vội vàng tiến lên, tự nhiên lại là một trận ồn ào. Thiên Tuyết cũng không thật sự tức giận, rất nhanh đã bình phục lại tâm tình, hóa ra Tiêu Giao Chí Tôn biết được Tần Trần muốn rời khỏi, liền để thê tử Giao Nguyệt Chí Tôn của mình thả Thiên Tuyết lại thiên giới. Hai bên gặp nhau một phen, đương nhiên là không nói lời nào, mà thiên tuyết và như nguyệt sau khi nhìn thấy tư tư cũng kích động không thôi mặc dù các nàng đã sớm biết được tin tức tư tư từ trong miệng những người khác nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là hưng phấn không thôi một đám người gặp nhau tự nhiên là phi thường náo nhiệt đêm đó tất cả mọi người trần đế các tụ tập ở đây thần sắc bọn hắc nô đều kích động tần bá thiên lão gia tử cũng vui sướng không thôi sau bữa tối tần trần cùng các nàng tư tư trở về phòng cơ như nguyệt là người đầu tiên dựa sát lên cổ ngay sau đó u thiên tuyết và trần tư tư cũng tiến lên ôm lấy tần trần thượng quan uyển nhi cũng chậm rãi đi tới thật xin lỗi để cho các ngươi chịu khổ rồi Tần trần ôm lấy mấy người động dung nói đừng nói nữa ta muốn cơ như nguyệt tiến đến bên tai Tần trần nhẹ nhàng nói ra hai chữ khẩu khí u hương nhào vào phần cổ của Tần trần ấm áp nóng lên Tần trần lập tức giật mình một cái hắn kinh ngạc nhìn mấy nàng mấy nữ nhân trước mặt tự như một vũng nước xuân mỗi người vũ mị không cách nào hình dung sau một khắc Tần trần bị mấy nàng trực tiếp đẩy ngã xuống giường lập tức từ trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tần trần giờ phút này ở ngoài viện một bóng người cô đơn đứng ở chỗ này chính là mộ dung băng vân nàng nghe trong phòng truyền đến thanh âm kịch liệt thần sắc có vẻ cực kỳ cô đơn và tịch liêu mà ngay lúc mộ dung băng vân cứ đứng như vậy ngoài sân lại có mấy giọng nói đi tới chính là đám người triệu linh sang và tử huân công chúa đám người triệu linh sang gặp gỡ mộ dung băng vân sắc mặt không ngừng ửng đỏ các nàng đều làm bộ như không nhìn thấy đối phương chỉ ngưng thần nhìn gian phòng bên trong toát ra vẻ cực kỳ hâm mộ thanh âm trong đó truyền đến khiến các nàng toàn thân nóng như lửa ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt phản phất có thể nhỏ xuống lúc này ở trong phòng ôn hương nguyễn ngọc mấy người trần tư tư vây quanh tầng trần cười nhẹ mà u thiên tuyết và cơ như nguyệt cũng ở một bên thân mềm mại không xương con người di động vũ mị động lòng người cảnh tượng như vậy khiến Tần trần hô to ăn không tiêu các nàng u thiên tuyết trước kia đều có chút rụt rè còn duy trì thiếu nữ ngượng ngùng nhưng sau khi trải qua nhiều như vậy các nàng đã tỉnh ngộ thật sâu nhân sinh ngắn ngủi cần gì vì một ít thành kiến thế tục mà cô phụ người yêu của mình cô phụ một ít chuyện tốt đẹp Tần trần mặc dù không tính là mới trải qua chuyện đời nhưng làm sao chịu được mấy người dày vò đám người thiên tuyết dựa vào từng trần thở ra như lan mệt mỏi mà ngủ nhìn mấy người trước mắt từng trần cười khổ liên tục hắn sao không biết các nàng đối với tình cảm của mình hai tay khẽ vuốt da thịt mấy người ngửi mùi thơm trên người mấy người vừa hạnh phúc vừa thỏa mãn trong lòng cũng nặng trịch các nàng thiên tuyết đi theo mình quá khổ cực đời này mình quyết không thể để các nàng bị bất cứ thương tổn gì sáng sớm hôm sau mặt trời lên cao mấy người mới nặng nề tỉnh lại trong lúc hơi động mấy người nhìn nhau cười một tiếng sau đó lại một lần nữa bò lên sau một phen lụy sáng mấy người từng trần mới đi vào điểm tâm lúc này mộ dung băng vân triệu linh sang tử huân công chúa úy tư thanh đám người từng đình đình ngao thanh lăng lệ vãn tuyết cũng đều ở trong trần đế cách dùng bữa nhìn thấy mấy người từng từng đi ra bộ dáng đi đường cổ quái kia nghĩ tới cái gì không khỏi sắc mặt đỏ ửng một mảnh các nàng trần tư tư nhìn thấy mấy người sắc mặt đều hơi đỏ lên sau đó liền khôi phục tự nhiên lấy thực lực cùng thần thức các nàng mặc dù trong tình huống đó vẫn có thể cảm ứng được động tĩnh trong sân nhưng lại phóng khoáng vô cùng tự nhiên vô cùng nam nữ tương tụ vốn là đại đạo tự nhiên cần gì phải nhăn nhăn nhó nhó mấy vị nếu buổi tối đã tới không bằng cùng tới đây lúc dùng bữa trần tư tư càng cười khẽ lên tiếng mở miệng nhắc nhở một bên tay từng Trần run một cái trần xem ngươi mệt mỏi ăn khối tinh không bổ dưỡng cơ như nguyệt kẹp một khối tinh không thánh đoàn lên đặt vào trong bát từng trần u thiên tuyết cũng gấp lên một miếng thịt hải mã trong vải sinh tinh hà đưa đến bên miệng Tần trần đối diện mấy người mộ dung băng vân nhất thời sắc mặt càng thêm đỏ ửng lúc này hắc nô mang theo đám người thiên hành chân nhân ngao liệt cổ chân nhân phó càng khôn mặc uyên bạch dồn dập chạy tới hiện tại bọn họ đều đã là người cầm quyền ở các nơi đóng quân của trần đế các ở thiên giới mặc dù tu vi cao thấp không đồng nhất có chỉ là tôn giả nhưng trong toàn bộ thiên giới đã có uy danh to lớn khụ khụ xem ra thuộc hạ đến không đúng lúc thuộc hạ sẽ trở lại sau hắc nô vội vàng xoay người rời đi khụ khụ ta ăn xong rồi hắc nô chờ ta chờ ta một chút từng trần vội vàng đứng lên đuổi theo hắc nô trong ba tháng này hắn muốn ăn bài tốt hết thảy trần đế cát hơn nữa hắc nô bọn họ đi theo kiếm tổ học tập quản lý nhân minh thành như thế nào bây giờ tôn giả tu vi tự nhiên là không đủ từng trần nhất định phải trong ba tháng này đánh tốt căn cơ của bọn họ sau đó đem tu vi tăng lên mà nhìn thấy từng trần chật vật đi tới mọi người đều mỉm cười những ngày tiếp theo tần trần bắt đầu an bài mọi thứ cho trần đế cát mỗi ngày giao lưu với bọn hắc nô đồng thời để bọn họ tiến vào thế giới hỗn độn dùng thời gian nhanh chóng tăng lên căn cơ của bọn họ lấy sự khống chế của tần trần đối với bản nguyên thời gian hiện tại bọn hắc nô ở trong thế giới hỗn độn nghỉ ngơi một ngày cơ hồ tương đương với thế giới bên ngoài một năm ngoài ra trần đế cát cũng không ngừng có người tới bái phỏng tần trần tần trần cũng đang không ngừng chữa trị căn nguyên của thiên giới mà cứ đến chạng vạn tối tần trần sẽ bị các ngàn trần tư tư gọi đi ba tháng rất nhanh đã trôi qua một ngày này vũ trụ trực tiếp chấn động lên hư không của đông thiên giới nước ra mấy bóng người từ trong khe hở đi ra chính là đám người tiêu giao chí tôn và kiếm tổ mà bên cạnh tiêu giao chí tôn có một cô gái tuyệt mỹ khóe miệng mỉm cười tần trần nên xuất phát tiêu giao chí tôn vừa cười vừa nói giọng nói u u chỉ trong chớp mắt đã lan khắp trần đế cát sau một khắc mấy bóng người cũng từ trong trần đế cát bay vút lên dẫn đầu chính là tần trần mà các ngàn trần tư tư thì đi theo bên cạnh tiêu giao chí tôn tiền bối kiếm tổ tiền bối bọn tần trần chắp tay hành lễ nói sư tôn u thiên tuyết nhìn thấy nữ tử bên cạnh tiêu giao chí tôn cũng lập tức hành lễ người này chính là giao nguyệt chí tôn Tần trần ngươi sao ngươi lại biến thành bộ dáng này trong đám người kiếm tổ nhìn thấy từng trần vẻ mặt lập tức ngơ ngẩn con ngươi trợn tròn trong nháy mắt miệng trương lớn khụ khụ Tần trần ngươi tuy còn trẻ thân thể khỏe mạnh nhưng cũng phải chú ý tiết chế a à. tiêu giao chí tôn ho khan một tiếng sau đó liếc nhìn chúng mỹ nữ bên cạnh Tần trần khoát tay một bình đang dược bay về phía Tần trần khụ khụ đây là thiên địa cử dương đại bổ hoàng bản tọa luyện chế tranh thủ thời gian lấy về bổ sung âm dương này tuy là thiên đạo của người bất quá không thể quá mức tiêu giao chí tôn vừa cười vừa nói từng trần nghe vậy mặt mũi xanh mét đây đều là chuyện gì vậy mình có lỗ mãn như vậy sao được rồi chuẩn bị một chút liền lên đường tiêu giao chí tôn cười nói từng trần đưa mắt nhìn mọi người yên lặng nói mọi người yên tâm hiện giờ vũ trụ này đã đi tới thời kỳ cuối của luân hồi nếu không đột phá siêu thoát liền không cách nào mang mọi người ra khỏi luân hồi cho nên lần này chúng ta nhất định sẽ trở thành siêu thoát lặng lẽ cáo biệt với mọi người sau đó từng trần mang theo đám người trần tư tư nhanh chóng xuất phát lần này đi vũ trụ hải các nàng trần tư tư tự nhiên sẽ không bao giờ nguyện cùng từng trần cứ như vậy tách ra mặc dù các nàng tạm thời không thể sinh tồn trong vũ trụ hải nhưng có thể ở lại trong thế giới hỗn độn của từng trần làm bạn với từng trần sau khi đám người sắp xếp xong mọi thứ tiêu giao chí tôn dẫn đầu nhanh chóng tiến về chỗ bí ẩn kia mọi người không ngừng bay lượn nhanh chóng tới một chỗ tràn ngập khí tức hỗn độn trong vùng thế giới này khắp nơi đều tràn ngập khí tức hỗn độn nồng đậm lực lượng cùng cuộn giống như đại dương mênh mông trực tiếp trấn áp trên người từng trần từng trần có thể cảm nhận được ở nơi này lực lượng trong cơ thể hắn sẽ bị áp chế mạnh mẽ bình thường chí tôn đỉnh phong đều không thể sinh tồn ở đây dễ dàng sợ là chỉ có cường giả nửa bước siêu thoát mới có thể hành tổ tự nhiên ở đây lúc này tiêu giao chí tôn thẳng nhiên nói nơi này là chỗ ban đầu của vũ trụ nguyên thủy được gọi là sơ vũ trụ sơ vũ trụ là nơi yếu nhất nối tiếp với vũ trụ hải trong sơ vũ trụ có một cái lỗ đen nối tiếp với vũ trụ hải tên là ô OH động chỉ cần đi vào trong lỗ đen này liền có thể tiến vào bên trong vũ trụ hải nương theo đám người từng trần xâm nhập lúc này một đạo thôn vệ cường đại cắn vặn vẹo tác dụng lên trên người bọn họ nếu là một gã chí tôn bình thường tiến vào sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị hóa thành tro bụi nhưng đối với những cường giả nửa bước như từng trần tiêu giao chí tôn kiếm tổ và kiếm ma mà nói nơi này cũng không tính là gì về phần bọn trần tư tư thì đã bị từng trần thu vào trong thế giới hỗn độn của mình mà lúc này đám người từng trần rất nhanh đã đi tới nơi sâu nhất của hắc động đó chính là bản thể của ô hắc động tiêu giao chí tôn chỉ về phía trước từng trần liếc mắt nhìn qua đó là một quả cầu màu đen toàn thân mặt ngoài quả cầu có vô tận khí tức hỗn độn phun trào trong vũ trụ ban đầu bốn phía vô số lực lượng bị nó điên cuồng cắn nuốt vừa tiến vào trong hắc động này sẽ lập tức bị mai một thành hư vô mà bốn phía hắc động này có lực lượng cắn nút cực kỳ khủng bố lại vô cùng vô tận sâu trong cái hang đen kịt này chính là cả vũ trụ bên trong một chỗ mang bích vách tường cũng bị lực đạo vặn vẹo này xé rách ra một cái cửa hang đường kính gần vạn dặm mấy người từng trần cùng tiêu giao chí tôn đi tới trước hắc động từng trần bên ngoài lỗ đen này nối với vũ trụ hải từ nơi này có thể tiến vào trong vũ trụ hải tiêu giao chí tôn nói điểm này kiếm ma hẳn là rõ ràng nhất kiếm ma ở một bên hành lễ nói chủ nhân năm đó thuộc hạ chính là trong vũ trụ hải ngoài ý muốn tiến vào từ nơi này sau khi chúng ta tiến vào ô hát động là có một đường đi ra ngoài ô hát động này kỳ thật là khảm nạm trên bình phong vũ trụ thông qua hát động liền có thể tiến vào vũ trụ hải bất quá trong vũ trụ hải mênh mông vô cùng nguy hiểm trong đó trùng trùng nơi đó vô cùng hỗn loạn không cẩn thận một chút liền có thể vẫn lạc từng trần nhìn hát động trước mắt nghi hoặc nói nếu như hát động này kết nối với vũ trụ hải vậy vì sao hát ám tộc còn phải cưỡng ép giáng lâm vũ trụ này mà không phải từ hát động này tiến vào vũ trụ tiêu giao chí tôi nghe vậy thì lắc đầu nói Hát động tuy kết nối với biển vũ trụ nhưng mà lực lượng bản nguyên vũ trụ ở đây vô cùng cường đại là nơi bản nguyên tinh thuần nhất của vũ trụ tất cả mới có áp lực cường đại như vậy vì lẽ đó cao thủ của vũ trụ này ra ngoài dễ dàng nhưng từ bên ngoài tiến vào lại rất khó nếu không phải sinh linh của vũ trụ này cho dù là cường giả siêu thoát tùy tiện xông vào cũng sẽ bị bản nguyên vũ trụ hoàn toàn áp chế trực tiếp gạt bỏ ở đây cho nên bộ tộc hắc ám kia tình nguyện cưỡng ép hàng lâm cũng không muốn tiến vào từ nơi này được rồi đi thôi tiêu giao chí tôn nói xong mang theo đám người từng trần nhanh chóng tới gần hắc động trong nháy mắt lực lượng kinh khủng giáng lâm từng trần lực lượng trong vũ trụ hải này cực kỳ khủng bố nhớ sau khi tiến vào trực tiếp phóng xuất ra cổ võ tháp tiến vào trong cổ võ tháp lợi dụng cổ võ tháp ngăn cản nếu không sơ ý một chút ngươi sẽ tan xương nát thịt từng trần nghe vậy thì gật đầu trực tiếp phóng ra cổ võ tháp kiếm tổ tiền bối chúng ta cáo từ trước vũ trụ này tạm thời giao cho ngươi bảo vệ Tần trần và tiêu giao chí tôn nói một khắc sau từng trần và tiêu giao chí tôn trực tiếp tiến vào trong hát động hai người vừa tiến vào hát động một luồng lực lượng kinh khủng liền hàng lâm xuống điên cuồng áp bách bọn họ trong hắc động này bốn phía có lực lượng cực kỳ kinh người nhìn chung quanh tràn ngập khí lưu hỗn độn như sương mù vô cùng vô tận khí lưu hỗn độn sinh ra uy áp ngập trời áp bách mạnh mẽ quả thực nghe rợn cả người tuy nói những khí lưu hỗn độn này không có công kích hết sức nhưng chỉ cần uy áp tự nhiên phát ra cũng đủ để cho một chí tôn đỉnh phong tan thành mây khói cũng chỉ có nửa bước siêu thoát cường giả mới có thể ngăn cản nhưng cho dù là nửa bước siêu thoát một khi không cẩn thận cũng có thể hồn phi phách tán uy áp thật kinh khủng quanh thân từng trần được cổ võ tháp bảo vệ trầm giọng nói đây là khí lưu hỗn độn từ khi vũ trụ lúc mới sinh ra là một nguồn suối năng lượng của vũ trụ tiêu giao chí tôn thúc giục hoang thiên tháp của mình đi lại trong hát động này với từng trần khí tức hỗn độn này cũng là vật quan trọng bảo vệ vùng vũ trụ này của chúng ta nếu không có dòng khí hỗn độn này vũ trụ này của chúng ta sợ đã sớm bị người xâm nhập từng trần gật đầu hắn cũng có thể cảm nhận được chính là do khí hỗn độn này bảo vệ vùng thế giới này rời khỏi khí lưu hỗn độn này là đi ra khỏi hát động chính là lan bạc trong vũ trụ hải tiêu giao chí tôn ngẩng đầu nhìn về phía trước từng trần cũng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cửa hang phía trước xuất hiện một cái lỗ thủng thật lớn bên ngoài lỗ thủng kia là một mảnh thiên địa mênh mông vô số lực lượng quỷ dị lưu chuyển như là biển sâu đen kịch đó chính là vũ trụ hải sao từng từng ngưng thần nói sau đó hai người lập tức rời khỏi miệng hố đen trực tiếp tiến vào giữa thiên địa quỷ dị này vô số lực lượng lập tức ăn mòn đến mỗi một luồng lực lượng này nặng như ngàn cân đè ép xuống đủ để xé rách một đại lục vô tận một nguồn sức mạnh như vậy vô cùng đáng sợ giống như trong nháy mắt xé rách thân thể của từng trần vào thời khắc mấu chốt cổ võ tháp trên đỉnh đầu từng trần cấp tốc tỏa ra một tia thần quang bảo vệ hắn ở trong đó từng trần nhìn bố phía lực lượng cùng cuộn phun trào cực kỳ thần bí trong thiên địa này có năng lượng nào đó đặc biệt phóng ra tán giật người bình thường nếu tiếp xúc được năng lượng như vậy sợ là trong khoảng thời gian ngắn thân thể sẽ mục nát hóa thành cho bụi chỉ có cường giả cấp chí tôn khống chế một phương quy tắc chí cao mới có thể ngăn cản được một nguồn lực lượng ăn mòn nhưng dù vậy thọ mệnh của chí tôn ở đây cũng sẽ nhanh chóng yếu bớt trong vũ trụ nguyên thủy thọ nguyên của chí tôn gần như là vô cùng vô tận quy tắc của đại đạo không cách nào ăn mòn được bọn họ thế nhưng bên trong vũ trụ hải này quy tắc kỳ lạ nơi này sẽ trong nháy mắt xâm nhập vào trong cơ thể mỗi người có thể nói một vị trí tôn bình thường ở trong vũ trụ hải này hơn trăm năm sẽ triệt để già đi mà chí tôn cấp đỉnh phong nhiều lắm là có thể sống hơn ngàn năm chẳng trách vũ trụ lại tiến vào thời kỳ cuối của luân hồi một khi bị hủy diệt thì tất cả sinh linh sau đó đều sẽ vẫn là trong lòng từng trần giật mình dưới sức mạnh quy tắc như vậy chí tôn đỉnh phong cũng chỉ có thể sống ngàn năm huống chi là người bình thường Tần trần rời khỏi nơi này là tiến vào trong vũ trụ hải cũng coi như là rời khỏi sơ vũ trụ đã nuôi dưỡng chúng ta tiêu giao chí tôn nhìn về phía sau lưng từng trần cũng xoay người nhìn sang phía sau cách đó không xa chính là cửa động màng mỏng xé rách không theo quy tắc kia liếc nhìn qua chỉ thấy vách tường thật lớn tràn ngập ra bốn phía phản phất vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối màn tường to lớn phản phất như bao phủ toàn bộ vũ trụ hải vào bên trong ở trong vũ trụ hải mặc kệ người mất phương hướng thế nào chỉ cần không phải khoảng cách quá xa xôi người cũng có thể cảm nhận được sự hấp dẫn của sơ vũ trụ nếu gặp phải nguy hiểm gì chỉ cần trốn vào trong sơ vũ trụ là có thể bình yên vô sự tiêu giao chí tôn nói sau đó tiêu giao chí tôn mang theo tầng trần nhanh chóng lướt vào trong vũ trụ hải vũ trụ hải minh mông vô biên giống như một vùng biển mênh mông mà từng tòa vũ trụ mới bắt đầu giống như từng tòa đảo nhỏ trên biển lớn chúng ta đầu tiên phải tìm được chính là một ít lục địa hoặc là bí cảnh trong vũ trụ này tiêu giao chí tôn vừa bay vừa giải thích vũ trụ hải là một nơi vô cùng nguy hiểm triều tịch trong đó không cẩn thận một chút là có thể triệt để hủy diệt người ta trong đó chỉ có tìm được lục địa có người sinh tồn mới xem như tìm được nơi cơ duyên tân trần gật đầu hai người nhanh chóng bay lên mà trong quá trình bay lượn tiêu giao chí tôn lại cảnh giác bốn phía Tần trần lần này chúng ta ra ngoài nhất định phải cẩn thận người có thấy không một ít trùng động ở bốn phía tiêu giao chí tôn nói từng trần gật đầu trong hư không bốn phía có một đám trùng động tàn phá những trùng động này có một số là đi thông đến một ít bí cảnh cũng có một số cái dẫn đến một số nơi nguy hiểm nếu là cường giả siêu thoát tự nhiên có thể tiến vào trong đó thăm dò nhưng chúng ta thì ngàn vạn lần phải cẩn thận bởi vì bên trong vũ trụ hải địa phương nguy hiểm vượt xa ngươi tưởng tượng có một số trùng động ngươi tùy tiện xông vào sợ là trong nháy mắt sẽ bị lực lượng kinh khủng xé rách thành phấn vụn tiêu giao chí tôn vừa dẫn từng trần đi trong vũ trụ hải vượt mọi chông gai vừa giới thiệu với từng trần tuy rằng tiêu giao chí tôn cũng không phải là cường giả siêu thoát nhưng Tần trần vẫn luôn cảm thấy tiêu giao chí tôn có chút quen thuộc với vũ trụ hải này biết được rất nhiều thứ hai người không ngừng bay lượn cũng không biết qua bao lâu trong lúc bất chợt phía trước xuất hiện một thứ giống như thiên thể to lớn lơ lửng trong hư không vũ trụ vách vũ trụ khổng lồ tràn ngập kéo dài ra nhìn không thấy điểm cuối chỉ là vách màng vũ trụ này quá tàn tạ nhìn một chút từng trần liền thấy được mấy trăm cái cửa động không quy tắc cùng vết nứt khiến cho dòng hỗn độn khí hoàn toàn xuyên qua vũ trụ hải cùng màng vũ trụ trong vách tường kia đây là cái gì từng trần cả kinh nói tiêu giao chí tôn nhìn vũ trụ đổ nát kia nhẹ giọng nói một vũ trụ sơ khai đã tới cuối luân hồi đã vẫn lạc phần cuối của vũ trụ luân hồi là như vậy sao giờ này khắc này rốt cuộc tần trần đã hiểu rõ vũ trụ luân hồi đáng sợ bao nhiêu một khi đến cuối đời luân hồi vách tường vũ trụ không ngăn cản được khí tức của vũ trụ hải khí tức của vũ trụ hải sẽ giống như nước lũ phá tan vách tường vũ trụ hủy diệt toàn bộ vũ trụ đến lúc đó toàn bộ sinh linh trong vũ trụ kia đều sẽ bởi vì không ngăn cản được sức mạnh của vũ trụ hải mà triệt để vẫn lạc đi thôi tiêu giao chí tôn nói với tần trần một câu xoay người định rời khỏi thì đúng lúc này ha 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 lão tổ quả nhiên nói không sai tên già hỏa của sơ vũ trụ kia sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào vũ trụ hải thật sự để cho bản tọa chờ đến một tiếng cười to đột nhiên vang vọng trong vũ trụ hải sau một khắc trong vũ trụ hải vô tận một bàn tay to lớn hiện ra mạnh mẽ bao phủ xuống từng trần cùng tiêu giao chí tôn hủy diệt tất cả đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha